Đèn LED gắn bàn lề tủ tự động chiếu sáng thông minh. Ánh sáng công việc là vô cùng quan trọng vì nó hướng sáng tập trung và cụ thể cho một số khu vực nhất định giúp chúng ta làm việc thuận lợi hơn. Đặc biệt với nhà bếp, nơi diễn ra công việc nấu nướng, nhiều gia đình muốn tiết kiệm chi phí lắp đặt đèn nên chỉ sử dụng ánh sáng chung cho nhà bếp. Đối với những gia đình có diện tích nhỏ, đôi khi bật đèn phòng bếp khi cả nhà đang ngủ để lấy đồ dùng vào ban đêm có thể ảnh hưởng đến các thành viên khác. Trên thực tế, người nội trợ thường gặp không ít khó khăn khi tìm kiếm và lấy dụng cụ làm bếp do các ngăn kéo và hộc tủ không đủ ánh sáng. Đèn LED bàn lề gắn tủ là một thiết bị được thiết kế thông minh, gắn cố định vào bàn lề tủ và chiếu sáng trong tủ khi mở cánh cửa. Đèn sẽ tắt khi cánh cửa tủ được đóng lại để tiết kiệm điện. Với cơ chế như đèn trong tủ lạnh sẽ giúp mọi chiếc tủ trở nên hiện đại, bạn dễ dàng lấy đồ trong tủ mà không cần bật đèn. Đèn LED gắn bàn lề mang tới cho gia đình bạn sự tiện ích, không những chiếu sáng hộc tủ, ngăn kéo mà còn tiết kiệm điện năng bởi đèn chỉ bật khi cửa được mở rộng. Với kích thước nhỏ gọn, phù hợp lắp ở mọi khoang tủ, kết hợp được với các loại bàn lề ở mọi kích cỡ khác nhau. Cơ chế bật tắt thông minh khi cửa đóng sẽ tác động lên nút công tắc đèn sẽ tắt và khi cửa mở đèn sẽ sáng, giúp tiết kiệm năng lượng, hiệu suất chiếu sáng cao. Đèn LED gắn bàn lề tủ bếp có kích thước nhỏ, gọn không gây vướng víu khi lắp vào bàn lề. Ngoài ra nó còn có tận 3 bóng đèn LED, siêu tiết kiệm, bền bỉ, có thể chiếu sáng mọi ngóc của tủ. Bạn sẽ dễ dàng quan sát lấy mọi thứ trong tủ một cách đơn giản. Sản phẩm đi cùng với pin tiểu 12V23A tích hợp bên trong và khả năng tiết kiệm của bóng LED giúp chúng hoạt động bền bỉ trong 6 tháng mới hết một viên pin. Trên phần thân có phát nhiệt đi kèm có thể gắn trực tiếp lên bàn lề nắp bật. Với hàng loạt những điểm mạnh như thời gian sử dụng dài, giúp tiết kiệm chi phí rất nhỏ để mua đèn mới. Đèn LED gắn bàn lề giảm chấn chắc chắn sẽ làm bạn hài lòng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hữu ích, các bạn hãy nhấn like và đăng ký để nhận thêm nhiều video hơn nữa. Mọi liên hệ xin vui lòng để lại comment bên dưới hoặc liên hệ ngay với chúng tôi theo số hotline hay truy cập website theo đường link trên màn hình. Xin cảm ơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay và hữu ích, hãy nhấn like và bật chuông đăng ký để nhận được thêm nhiều video mới hơn nữa. Và bên cạnh là một số video khác, các bạn nhấn ngay để xem nhé.